Hôm nay mình sẽ chia sẻ món canh riêu cá nhé. Bằng đầu cá nó rất là ngon và cực kỳ đơn giản. Các bạn chuẩn bị cho mình ở đây này. Cá thì không thể thiếu. Đây mình chuẩn bị ba cái đầu cá. Cá này đầu cá thì chủ yếu lấy cái nước ngọt để làm món riêu thôi. Cho nên nó không có nhiều thịt. Đầu đầu cá cá rô phi mình để phần mình để mình rán hoặc còn cái phần đầu là mình nấu canh riêu. Đây có ba cái đầu cá mình đã làm sạch và rửa với nước muối loãng rồi và để ráo nước như này rồi. Bên cạnh đây là dọc bùn mình đang ngâm với nước muối loãng để cho nó hết cái nhựa đi, rồi sau đó mình sẽ bóp dọc bùn và rửa lại nhiều lần cho sạch nhé. Và ngoài ra còn có những nguyên liệu nữa và để tạo độ chua và độ ngon mình dùng mấy trái sấu và quả cà chua chua cả mùi tanh thì mình dùng thêm một ít bột nghệ, ớt và mấy ít hành lá, mùi tàu và ít rau răm và đầu hành lá để mình phi thơm để mình xào cá. Bây giờ mình tiến hành mình nấu nhé. Trước khi nấu mình sẽ đi ướp cá đã để cho cá nó ngấm. Ướp xong cá thì mình sẽ đi làm sạch dọc mùng nhé. Để ướp cá thì các bạn cho mình hạt bột ngọt này, chút muối này, hạt tiêu này, lên màu đẹp và một chút xíu nước mắm cho thơm. Các bạn đã ăn hạt lên thì các bạn không cần phải cho bột ngọt nhé. Mình hôm nay mình không dùng hạt lên thì mình dùng bột ngọt. Sóc lên cho ngấm và chúng ta ướp khoảng 15 đến 20 phút. Sau khi chờ đợi ướp cá thì mình sẽ đi làm sạch những cái loại rau kia. Trong mùng thì ướp xong thì chúng ta chỉ cần mang đi, chúng ta rửa sạch như vậy, cắt khúc và rửa sạch và bóp. Các bạn cho mình này, hành lá này, đầu hành lá vào này và lá ớt vào và một chút bột nghệ vào. Các bạn dùng nghệ tươi càng tốt nhé, dùng cái bột nghệ vào cà chua và sấu vào luôn. Và cá vào chúng ta xào cùng luôn. Xào cho săn lên rồi các bạn cho nước vào. Săn lên là hết nước máu đỏ nhé, thì các bạn cho mình nước ngập vào nhé. Sủi lên thì các bạn nêm nếm gia vị và cho dọc mùng vào với dầm sấu là được nhé. Nếu là dầm quả sấu thì cho nó chua. Bây giờ khi đun để cho nó sủi trở lại và thì các bạn nêm nếm lại gia vị nhé và cho cái phần dọc mùng vào. Món canh chua kiểu này nấu nó rất là đơn giản, chúng ta có một cái loại canh nó vừa mát nó lại vừa ngon lại ngọt ấy. Hơi nhạt nhé thì mình cho thêm một chút muối nữa. Cho hết cái dọc mùng này vào. Cái món này nó ngon ở cái dọc mùng này và cái vị chua. Cho nên dọc mùng ăn nó rất là ngon, cho nên càng nhiều càng ngon nhé. Cho nên dọc mùng vào. Thêm chút nước mắm nhé. Và bột ngọt nhé. Vì nhiều dọc mùng nên mình cho thêm nhiều nước mắm một chút. Để cho nó không bị nhạt quá. Và nó cảm thấy mùi tanh nhé. Các bạn nhẹ nhàng các bạn dằm trái sấu ra nhé. Để lấy cái nước chua.
Mùa này mùa sấu mà, cho nên chúng ta dùng sấu nhé. Các bạn không có sấu thì các bạn dùng nước cốt chanh, nước cốt quất hoặc là giấm mộc cũng được nhé. Mùa này miền Bắc mình sấu rất là nhiều, me cũng được. Miền Nam thì các bạn dùng me, miền Bắc thì có sấu. Khi lấu sủi kỹ lên rồi như này nhá, bây giờ mình nêm lại gia vị cho vừa. Rất là ngọt mát rồi, gia vị thì cũng vừa rồi. Cắt thêm hành lá, rau răm, mùi tàu. Có thêm tía tô kinh giới đó thì cảm ơn. Đảo đều lên nhé. Cái này là chúng ta đã xong rồi đấy, làm chỉnh cái món ăn này rồi đấy. Xong rồi bây giờ chúng ta chỉ cần cho thêm một chút xíu bột ngọt, một ít hạt tiêu đó, cho nó ngon. Rồi cho ra bát và thưởng thức rồi. Bạn ăn được cay thì cho thêm ít sa tế nữa. Chua chua ngon ngon mát mát đấy. Các bạn đã múc ra bát nhé và thưởng thức nhé. Nó rất là ngon này. Cái phần dọc mùng này, nó giòn, nó ngon. Cá thì không còn mùi tanh, chua chua ngọt ngọt mát ngon. Chúng ta sẽ có một bát riêu cá như này, cực kỳ ngon và đơn giản nhé. Nếu các bạn thích thì hãy làm giống mình nhé, để gia đình có những bữa cơm cực kỳ đơn giản và ngon nhé. Và giờ mình sẽ dừng cái clip về món canh riêu cá tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình. Xin chào các bạn.